kỹ thuật phòng bệnh cho đàn trùng mốc hiệu quả. Cầy vói mốc, trùng mốc là một trong hai loại cầy được nuôi nhiều nhất ở Việt Nam và cũng mang phát nhiều bệnh truyền nhiễm nhất. Hiệu quả của việc phòng chống bệnh lây truyền giữa động vật và với con người phụ thuộc rất lớn vào kiến thức, kinh nghiệm xử lý ở giai đoạn đầu. Tính từ khi phát hiện, tiếp nhận động vật hoang dã cho đến khi hoàn thành việc cách ly, kiểm định và nuôi dưỡng, chăm sóc. Thì ngay sau đây chúng ta cùng gặp gỡ anh Lê Văn Lâm, hiện là Giám đốc Hợp tác xã Nhân giống và Bảo tồn Động vật tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để cùng nghe anh Lâm chia sẻ và truyền đạt kiến thức cơ bản về kinh nghiệm phòng chống, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với đàn trồn mốc mà anh đang phát triển đàn. Xin chào quý bà con, tôi là Lâm, hiện là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân giống Bảo tồn Động vật tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Và hiện nay tôi đang đứng ở chuồng nuôi